lấy giải điều tâm linh ở con số 136,8 tỷ trong lực mặt 6. Ra rạp dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, lực mặt 6 tấm vé định mệnh của Lý Hải đang nhận về vô số sự quan tâm từ công chúng. Đáng nói mới đây, một trong những chi tiết đắt giá nhất trong phim về con số 136,8 tỷ được đạo diễn Lý Hải bật mí khiến không ít người phải rùng mình con số 136,8 tỷ đồng. Tôi và bà xã chọn tới chọn lui sao cho con số phải đẹp. Mọi người chia ra nó vừa đủ, không quá lớn, không quá nhỏ. Khi quyết định chọn 1368 ý nghĩa theo dân gian là sinh tài lập phát còn được tạo từ dãy số từ 1 đến 9, 123 cộng 456 cộng 789 bằng 1368. Đây là con số tương sinh trong ngũ hành. Bên cạnh đó, 68 cũng là năm sinh của Lý Hải là mậu thân. Đặc biệt, 136,8 tỷ sau khi đóng thuế 10% rồi chia ra cho mọi người, con số mà mỗi người nhận được cộng lại lúc nào cũng là 9. Con số 9 đảo lộn sẽ là con số 6, mà số 6 là số tượng trưng cho tình bạn. Đặc biệt, nhiều người còn nhìn ra con số 1368 ý nghĩa theo dân gian là sinh tài phát lộc, số 9 thì tượng trưng cho vĩnh cửu, trường tồn. Thêm vào đó, số 6 không chỉ tượng trưng cho tình bạn, mà còn đại diện cho lục thân luôn gắn liền cuộc đời mỗi người, cha, mẹ, vợ, con, anh em. Điều này thể hiện rõ nét khi ra đạp, bạn sẽ thấy xoay quanh tờ vé số. Những mối quan hệ trong cuộc đời con người sẽ cũng lần lượt được nhắc đến. Ngoài ra, con số trúng thưởng được đạo diễn Lý Hải cài cắm với ý nghĩa sâu sắc về tình bạn. Bạn đã thấy và học hỏi được điều gì? Sau khi xem Lực mặt 6 tâm phép định mệnh, hãy bày tỏ quan điểm và cảm nhận của mình để Abis được biết với nhé.